Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, kính thưa quý đồng hương, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng chào mừng sự hiện diện của tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay trong buổi tiệc họp mặt xuân Mậu Tuất. Thưa quý vị, chúng tôi vô cùng cảm tạ sự hưởng ứng thật là nồng nhiệt của quý vị qua lời kêu gọi để có mặt để chung vui cho buổi tiệc tân niên ngày hôm nay. Nhân dịp được có sự có mặt đông đủ của hội viên như ngày hôm nay, chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và gia quyến năm Mậu Tuất an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Và chúng tôi cũng xin quý vị thứ lỗi cho là ban tổ chức đã không có dự trù được trước có sự đông đảo của toàn thể quý vị như ngày hôm nay, cho nên chúng ta dự tiệc ngày hôm nay trong một cái không khí thật là ấm cúng nhưng mà hơi chật chội. Chúng tôi sẽ xin hứa với quý vị từ năm sau là chúng ta sẽ tổ chức ở những nơi to lớn hơn. Xin kính chúc quý vị có được một buổi trưa chung vui với nhau thật là trọn vẹn. Xin thành thật cảm ơn quý vị.